Thị trường xe phân khối lớn ở Việt Nam đang cực kỳ là sôi động, đặc biệt là phân khúc tầm trung. Và bên cạnh mình đây hôm nay đó chính là chiếc Honda CB500F. Và mình may mắn là một trong những người đầu tiên được lái thử chiếc xe này ở Việt Nam. Hôm nay mình sẽ chia sẻ nhanh cho các bạn những cảm nhận của mình sau một thời gian lái thử chiếc Honda CB500F. Đầu tiên, mình xin hỏi các bạn cảm nhận như thế nào về thiết kế của chiếc Honda CB500F này? Đối với cá nhân mình thì mình cực kỳ thích phần đầu đèn của Honda CB500F. Phần đầu đèn của CB500F được trang bị toàn bộ full LED, có đèn định vị ban ngày hai bên. Và cái mặt nạ này thì mình cảm giác giống chiếc CB1000 ngày trước. Nó cực kỳ là mang phóng dáng dấp của những người ngoài hành tinh. Chỉ khác là chiếc CB1000 thì nó có cái phần bi cầu ở đây, còn 500F thì không có phần đấy. Tuy nhiên cái mặt nạ này cũng là một mặt nạ cực kỳ ngầu. Ở hai bên này thì chúng ta có thể thấy được là xi nhan cũng là xi nhan LED. Và cái xi nhan này thì khá là giống chiếc Winner X vừa mới ra mắt. Mặc dù chỉ là xe 150 phân khối thôi nhưng mà cái xi nhan này cực kỳ giống chiếc xe đấy. Và nói vui là nếu mà Winner X mà có mất cái xi nhan đấy thì có thể lắp cái này sang cũng được. Nếu như ở thế hệ CB500F 2018 Honda chỉ trang bị bóng halogen cho đèn xi nhan thì lên thế hệ 2019 chiếc xe được thay đổi bằng xi nhan sử dụng bóng LED. Đây các bạn có thể thấy luôn. Đó, bóng LED. Về hệ thống phanh thì Honda CB500F sử dụng hệ thống phanh ABS và tất nhiên là của Nissin. Và nó chỉ có một bên đĩa thôi. Tuy nhiên thì nó rất phù hợp đối với cái phân khúc mà Honda CB500F đang tồn tại. Và fork của chiếc CB500F này thì mặc dù không phải là fork upside down nhưng mà trong quá trình mình sử dụng, mình trải nghiệm thì mình thấy nó cực kỳ êm ái. Kể cả những lúc mà mình có thể phi lên vỉa hè rồi phi xuống, nó cực kỳ là dễ dàng. Và nó không tạo cho mình cảm giác bị kêu hay là bị rung hay là gì cả, cực kỳ chắc chắn. Về bình xăng của chiếc xe này thì các bạn có thể thấy nó cực kỳ là gồ ghề với những cái đường gân nổi lên như thế này. Và bình xăng này thì làm bằng kim loại. Và nó có những cái phần ốp xung quanh và nó được sơn bóng cực kỳ đẹp mắt. Ở bên này thì là một cái hốc gió thật luôn nhá các bạn nhá. Đấy, để nó tăng khí động học. Và đây là động cơ của chiếc Honda CB500F. Khối động cơ này sản sinh công suất là 471 phân khối và nó có 2 xi lanh. Thế hệ mới thì được Honda bổ sung hệ thống ly hợp chống trượt 2 chiều. Có nghĩa là khi bạn lên số hay là xuống số thì cũng cực kỳ là mượt mà. Và trải nghiệm của mình thấy nó cực kỳ nhẹ nhàng nhưng mà cũng vô cùng chính xác. Lốp sau của chiếc Honda CB500F thì thử sử dụng lốp Michelin và có kích cỡ lốp là 160 và nó rất phù hợp với tổng thể của chiếc xe. Phần yên xe của CB500F thì được chia làm 2 tầng và ở đây nó có một cái tay dắt để người ngồi sau có thể bám vào chắc chắn hơn. Và nó cũng không có cái phần khung đằng sau này mà nó tay dắt của nó thì nằm thụt luôn vào bên trong này, cực kỳ chắc chắn. Các bạn dong xe rất là thoải mái. Đèn hậu của xe thì cũng được trang bị full LED và cái thiết kế thì mình thấy khá giống chiếc Winner X vừa ra mắt tại trường Việt Nam, xi nhan cũng vậy. Và nó vuốt nhọn, cực kỳ là thể thao. Và ở đây các bạn có thể nhìn thấy hai hốc hút gió hai bên làm tăng khí động học của xe và nó cũng giúp xe nhìn thể thao hơn. Phía trên bình xăng 17,1 lít này thì là cụm đồng hồ mới được cho Honda trang bị trong thế hệ năm nay. Cụm đồng hồ này thì là full LCD và nó hiển thị ở ngoài trời cũng khá là xuất sắc, mình có thể nhìn thấy rõ ràng từng thông số một. Và ở đây nó thể hiện là báo số này, rồi báo vòng tua này, hiển thị thời gian này, tốc độ này, nhiệt độ của nước làm mát này. Và khi nào mà các bạn cần sang số thì đèn nháy cũng báo lên và nó cực kỳ đầy đủ. Đối với mình, chiếc đồng hồ này là hoàn toàn phù hợp. Còn đây là các cụm công tắc trên xe. Ở đây là nút đề này, đây là nút tắt động cơ nhanh này, đèn báo khẩn cấp này. Bên này là pha cốt này, còi này và xi nhan. Đèn đá passing thì ở đây. Đó. Tất cả những công tắc này thì cũng đều rất là quen thuộc và nó độ hoàn thiện rất là tốt. Một điểm khác nữa so với thế hệ CB500F 2018 đó chính là ở phiên bản này Honda đã trang bị cái pô có hai nòng. Nó cực kỳ là thể thao và mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Phần yên của chiếc CB500F này thì chỉ cao hơn 1m một chút. Vì vậy là mình là một người cao 1m73 hoàn toàn có thể ngồi vừa và chống chân với chiếc xe này.
Và cái trọng lượng của CB500S thì cũng chỉ là 189kg mà thôi, nó không quá nặng. Và mình tin rằng những bạn cao từ 1m65 trở lên thì đều có thể sở hữu và sử dụng chiếc xe này cực kỳ là thoải mái, mà không gặp một chút một khó khăn gì cả. Trong quá trình trải nghiệm chiếc CB500F này thì mình thấy khối động cơ 471 phân khối của chiếc xe này cực kỳ là dễ kiểm soát. Mặc dù nó rất là mạnh khi mà chúng ta tăng ga nhưng mà nó cũng không bị quá chồm. Và mình là một người trước đây đã đi trong một thời gian rất dài một chiếc xe máy 150 phân khối, nhưng mình cũng không cảm thấy khó khăn khi mà lên chiếc CB500F này. Đây là một điểm cộng cực kỳ lớn, đặc biệt khi kết hợp với cái dáng ngồi thoải mái của nó nữa thì vận hành trong phố là một thứ rất là dễ dàng với chiếc xe máy này. Chạy CB500F trong thành phố với cái nắng khoảng 34 đến 35 độ C của Hà Nội trong khoảng 2 giờ đồng hồ thì mình cũng không thấy độ nóng của máy phả vào chân quá là nhiều, và nó không gây cảm giác quá là khó chịu. Nó chỉ hơi ấm nhẹ một chút ở đùi bên phải. Điều này có được thì chứng tỏ là hệ thống làm mát và chất lỏng của Honda CB500F hoạt động cực kỳ tốt. Còn các bạn thì sao? Các bạn có thích và lựa chọn chiếc xe máy này không? Với mình thì mình cực kỳ là hài lòng với chiếc xe máy này rồi đấy. Còn các bạn muốn chia sẻ hay so sánh với chiếc xe máy nào nữa thì hai bạn hãy comment bên dưới, mình sẽ cố gắng thực hiện theo một thời gian nhanh nhất. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.